Đây đổi thằng này chuẩn bị hơi bị đông đó, nhưng mà chọi nó thì zombie này chọi nó thì nó sẽ bắn bi qua lại nha các bạn. Đó đó đó, nhưng mà được cái là zombie bullet này. Rồi ok, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chơi lại cái level số 23 các bạn ơi. Hôm bữa chơi thua bị quế quá cho nên mình nghĩ bây giờ mình sẽ tạm dừng, xong rồi mình chơi lại nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái level, chinh phục cái level số 23 với cái vũ khí quen thuộc như mọi khi nha. Đó, hôm nay mình sẽ chọn là vũ khí chiến đấu với con zombie gồng biển với lại mấy con zombie thợ lặn này kia, đâu là cái đầu lửa nha các bạn, với lại cái bơm nha, cái bông gáo đó. Giờ quất ba cây này để bảo vệ đi. Thôi đã cái video rồi, mình hơi bị ý cho nên là zombie đó tiêu diệt mình luôn các bạn ơi. Zombie nó đi lang thang vô, nó ăn chuối của mình cho nên mình thua trận luôn. Chứ lúc đó mình cứ ngỡ là đã thắng rồi, ai dè nó lết lết vô nó quất trái chuối của mình là xong luôn, thiệt là đau lòng. Nhưng mà không sao, bàn này mình sẽ quyết quyết thắng nha các bạn. Đấy. Bạn nào mà có xem video của mình mà có cảm thấy thích video mình làm thì nhớ bấm subscribe kênh để theo dõi các video kế tiếp của mình nha. Nhớ bấm like chia sẻ luôn các bạn ơi. Còn nếu mà có quảng cáo ấy, thì các bạn bấm quảng cáo giùm mình luôn nha, để mình kiếm tiền ăn đừng nói để quay video cho các bạn xem nha. Ấy da, một con zombie bay tới cái đậu lửa thì nó cũng cháy khét đen luôn các bạn ơi, giống như nó bay tới chỉ để hy sinh thôi chứ không làm được gì đâu, tại vì vũ khí của mình bố trí hôm nay hơi bị mạnh đó. Với cây đậu đỏ bắt đẹp vào 200 đó, nó phải đơn giản đâu mà chiến đấu với cây này nó lợi hại lắm. Con nào bị yếu yếu là chịu không nổi đâu. Trời ơi, cứu hồ à. Rồi trời, nó nhảy vô đây mình cứ tưởng nó chết nữa rồi chứ. Hồi đợt đó mình thua nữa cũng bị nó nhảy vô đó các bạn, nó nhảy vô cái mình xanh xương của nó luôn. Ở đó nó lại nhảy vô nữa kìa, nó nhảy nhảy của nó mới nguy hiểm đó. Hà nó đi không sao chứ mình nó nhảy nhảy cái đó nó vượt qua cái mình đi bụi. Ok các bạn ơi, thì hôm nay đã hoàn thành cái level số 23 rất là dễ dàng luôn nha. Nhưng mà video này hãy gắn để cho video nó hấp dẫn hơn thì mình sẽ tiếp tục cái level số 24 luôn nha, cho các bạn xem cho video nó dài dài tí. Rồi trong thời gian chờ đợi qua cái video mới thì level mới, thì các bạn nào mà chưa subscribe kênh thì nhớ subscribe kênh để theo dõi các video kế tiếp của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái level số 24 thôi. Đấy, vẫn là khung cảnh quen thuộc. Ồ, cái bàn này là cho quăng bullet các bạn ơi. Quá đông zombie xuất hiện rồi, không biết có qua bàn này nổi không đây. Zombie hơi bị đông đó, nhưng mà chọi nó thì zombie này chọi nó thì nó sẽ bắn bi qua lại nha các bạn. Đó đó đó, nhưng mà được cái là zombie bullet này là quăng được dưới biển luôn mới hay, như dưới nước mà nó cũng chạy tiêu diệt zombie luôn mới đọc chiêu đó chứ. Một bàn thiết kế game khá là bá đạo, chứ có ai mà quăng trái bullet rồi mà xuống xuống nước mà nó còn đổi được đâu, mà cái này nó đổi luôn mới ghê. Một con zombie lướt giấy sắp sửa lên bờ bị mình quăng trái bullet nó gất xong lại các bạn ơi. Ê, dạo này có cái quả bóng qua trong trong nhìn thấy nó mạnh hơn mấy cái quả bóng kia vậy. Đó, bóng thì nói chung nó cũng ra liên tục đó. Quan trọng mình chọn cái hướng mình quăng cái trái bi nó ra cho nó trúng cái con zombie đó hả. Đây, nói chung liên vào này thấy cũng khá dễ, nếu mà cái bullet này mà nó ra liên tục là mình sẽ dễ dàng chiến thắng nha. Còn nếu mà nó ra chậm là mình mà cũng bó tay đó hử. Cái gì đây, tender là cái gì đây, zombie đi hơi bị đông rồi các bạn ơi. Sao đây, nếu mà nó đi đâu quá có thể mình sẽ bị chết nữa đây, nhưng mà không sao, cố gắng lên, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là mình sẽ chiến thắng các bạn ơi. Ai ra lẽ nào, rồi xong luôn, xong luôn, xong luôn. Ấy da, thêm một cục gỡ cho zombie đi luôn, bụi luôn. Lại có một cái con zombie thợ lặn đó đi như như con người nhái vậy nè các bạn. Đây, hú hồn, cuối cùng thì mình cũng đã hy sinh một cái chiếc cano để bảo vệ
cái ngôi nhà của mình được các bạn ơi. Nhưng mà sống sao tranh thủ đi, chỉ còn một khoảng thời gian nữa thôi là tất cả zombie sẽ xuất hiện rồi. Nó đi cũng khá là đông đó các bạn ơi. Đấy, cái này nó vừa ra con nào là mình quăng ngay không á, mình không có dám để lâu. Nó sẽ không kịp để mà tiêu diệt zombie á. Hiện tại mình chỉ còn có hai chiếc xe hả? Hai chiếc xe đã chết rồi. Chỉ còn có hai chiếc để bảo vệ mà. Rồi nếu mà mình không có đường giữa, không có bảo vệ được thì mình sẽ chết. Giờ đây cái con rồng biển hiện tại nó đang đi cái đường giữa nè. Nếu mà tình hình nguy kịch quá mình sẽ phải sử dụng vàng nha các bạn. À, cố gắng xem nào. Lên đi. Ra nhanh đi. Chỉ còn vài cú nữa thôi là cái con rồng này nó sẽ bị tiêu diệt các bạn ơi. Nhanh lên nào. Wow, thêm một cục nữa con nào. Yeah, cục cuối cùng là con zombie nó gớt cái đầu xuống luôn các bạn ơi, là mình giành chiến thắng luôn nha. Như vậy là mình đã hoàn thành cái level số 24 cũng rất là thú vị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Nếu bạn nào mà chưa subscribe kênh thì nhớ subscribe kênh cho mình nha, để theo dõi các video kế tiếp nha. Nếu mà có quảng cáo thì bấm like cho mình luôn nha, share cho mình luôn nha, bấm vô quảng cáo để mình có tiền mua bị gói cho quay video cho các bạn xem nữa.